Thưa khán giả, chiều nay ngày 14 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng, dự phiên họp có ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Phiên họp đã đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của 10 tháng năm 2023, thảo luận phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính những tháng cuối năm. Theo đó, nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự cố gắng nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp ngành địa phương, của các thành viên ban chỉ đạo, công tác cải cách hành chính đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện trên cả 6 nội dung. Trong đó, công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ có nhiều cải thiện, góp phần quan trọng vào phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được và đề xuất những giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2023. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, các đại biểu cần xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tốt nhất, thông thoáng nhất cho người dân, doanh nghiệp, khẳng định sự chủ động sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chiều nay ngày 14 tháng 11, ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Trưởng ban Xây dựng tỉnh ủy, ông Lâm Tấn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng và bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban tổ chức lễ hội Ốc Ba Mốc Đuôi Ghe Ngò tỉnh Sóc Trăng năm 2023 và tiểu ban nội dung tuyên truyền phục vụ cho lễ hội. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã báo cáo tóm tắt một số nội dung đã thực hiện và một số công việc thời gian tới. Các thành viên ban tổ chức, tiểu ban nội dung và tuyên truyền đã cho ý kiến và thông qua dự thảo kịch bản khai mạc, maquette sân khấu, thư mời khai mạc lễ hội và giải đua ghe ngò. Lễ hội Ốc Ba Mốc Đuôi Ghe Ngò tỉnh Sóc Trăng năm 2023 được tổ chức tại thành phố Sóc Trăng. Các hoạt động chính của lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 tháng 11 năm 2023 đến ngày 27 tháng 11 năm 2023. Riêng hoạt động triển lãm ảnh nghệ thuật, hội chợ và liên quan tiếng hát truyền hình tiếng Khmer khu vực Nam Bộ sẽ tổ chức trước ngày 25 tháng 11. Lễ hội sẽ được khai mạc vào lúc 19:30 phút ngày 25 tháng 11 năm 2023 tại quảng trường Bạch Đằng, thành phố Sóc Trăng. Giải đua ghe ngò diễn ra trong 2 ngày, 26 và 27 tháng 11 tại khán đài đường đua ghe ngò thành phố Sóc Trăng. Dự kiến có 46 đội ghe ngò nam nữ trong và ngoài tỉnh tham dự. Lễ cúng trăng dự kiến tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 26 tháng 11 tại chùa Klang, thành phố Sóc Trăng. Trình diễn lôi pro tiếp và ghe cà hâu sẽ diễn ra từ 18:30 phút ngày 25 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 26 tháng 11 năm 2023 trên sông Bát Pero, đoạn giữa cầu C247 và cầu 30 tháng 4. Chương trình chân ngày chào mừng lễ hội sẽ có sự tham gia trình diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và sự góp mặt của Hoa hậu Đại dương Việt Nam năm 2023 Trần Thị Thu Uyên, một người con của quê hương Sóc Trăng. Liên quan đến công tác chuyển đổi số, thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Thống, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện ủy Mỹ Tú đã đến thăm hỏi động viên lực lượng hướng dẫn đăng ký kích hoạt định danh điện tử tại xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú. Để thực hiện cao điểm 90 ngày đêm vận động tuyên truyền hướng dẫn đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn huyện, huyện Mỹ Tú đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Tại xã Thuận Hưng, công an, ban ngành, đoàn thể xã và tổ công nghệ số cộng đồng các ấp đã tổ chức tuyên truyền và thực hiện cao điểm thành lập nhiều tổ đến từng hộ, khu dân cư. Đến nay có hơn 7.000 tài khoản đã được kích hoạt. Ghi nhận sự nỗ lực vất vả của lực lượng công an, đoàn đã thăm hỏi, động viên, đồng thời chia sẻ những khó khăn và tặng quà cho lực lượng đang làm nhiệm vụ. Tại đây, ông Phạm Tuân, bí thư huyện ủy Mỹ Tú đã ân cần thăm hỏi người dân đến làm thủ tục đăng ký kích hoạt, động viên bà con tích cực phối hợp với lực lượng công an và chính quyền các cấp, vận động người thân cùng thực hiện để sớm hoàn thành chỉ tiêu đề ra.